Đi đôm hai ông ơi.
Hi.
sắc mai, kim nến kim sắc mai. Thank you.
Ôi, hồi già dạ, tới giờ, hồi trẻ tới giờ mà. Là kêu hát, hát đô khó mà. Cũng, cũng nghe hát tới này, nó biết cái bài đó chứ. Dạ, bà hát là, bà tự hát hay là có ai dễ không nè? Hồi giờ không biết ai dễ không mà cũng hát đại chứ không ai đâu. Bà thường hay hát ru nhất là khi nào? Hồi còn trẻ mà có chừng 10 tuổi, 15 tuổi lên trở lên. Thế là bà biết hát ru giờ còn không? Giờ còn không chưa biết hát ru chưa hát ru giờ hẹp nè. Giờ chúng con muốn nghe bà hát để chúng con nghe. Dạ hát bài gì vậy? Dạ bài nào cũng được ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi đâu danh ở nhà châu chuột đi chợ đường xa ở mùa mém mùa muối về đồ nhà châu ở mèo ngó lên phải các ơn tăng anh ta kia đừng kéo chắc chưa mà chỉ dây chân chạy ở mối hường đèn trang tháng qua con gió nữ đen thương chàng thì phải thương đèn lúa mường liệu